Di động Nhật Nam xin chào bạn nha. Chúc các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công. Thì như chúng ta cũng đã biết, trong thời điểm này thì hàng hóa về rất là khó, nhưng mà Nhật Nam hôm nay về được hai thùng hàng to vật vã. Chắc là nhiều người lại bảo thằng này xạo nổ, đúng không? Nhưng mà đây là cái này là mình đặt, mình nhập từ hôm cuối tháng 3 khi mà chưa có cách ly toàn xã hội nhá. Nhưng mà ship Viettel nó hơi lâu nên hôm nay mới về được tới này. Còn cái hàng này là do nhiều anh em phải vất vả thì mới gom được một số cái hàng Samsung, Oppo gì này kia chính hãng đấy, rất là chất. Đấy, một thùng lớn này nhưng mà khả năng là cũng mút miếc rồi, hộp hiếc là nhiều thôi chứ máy thì chả có bao nhiêu. Đấy thì mình làm clip này khui hàng cho các bạn xem, ưng ý máy nào thì các bạn đặt mua nhé. Và mình cũng khuyến cáo với các bạn rằng là nên xem cho kỹ rồi cân nhắc cho kỹ, cần thiết thì hãy mua và chưa cần thiết thì từ từ hãy mua, và chưa tin tưởng thì cũng không nên mua. Bởi vì có cái câu nói như thế này: tất cả những cái sai lầm của tuổi trẻ sẽ đều được trả giá bằng tiền mặt. Thế nhé các bạn nhé, cứ tìm hiểu cho kỹ, ok, thấy uy tín, ok, máy ngon, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình thì hãy mua, đổi tới đổi lui cũng lỗ đấy. Đấy rồi thì không để các bạn phải chờ lâu, hôm nay thì vẫn là con ỷ thiên kiếm sắc bén đây. Tại sao các bạn cũng sẽ thắc mắc là sao dạo này dùng ỷ thiên kiếm khui hàng nhiều thế? Thực ra là mình đang ngầm truyền đến một cái thông điệp thôi. Ỷ thiên kiếm này là đang đại diện cho người phụ nữ trong gia đình của chúng ta, đúng không? Đấy thì ở trong cái lúc này khi mà các ông chồng thì đang có khả năng là dạo này đang thất nghiệp, thì cái số tiền bạc ít ỏi trong gia đình bây giờ phải nhờ vào tay các chị em phụ nữ chúng ta là chia sẻ làm sao để mà nó ok để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này nhá. Đấy thì nên là mình hay sử dụng ỷ thiên kiếm là như vậy, nó phù hợp với lại cái thời điểm này, nói chung vậy, như thế thôi, nó tóm lại là như vậy. Rồi khui hàng xem có cái gì tươi xanh như nồi canh không nhá. Đấy thì cái thùng này là cái iPhone, Nhật Nam là biết là cái iPhone rồi, nhưng mà iPhone gì và về bao nhiêu cái, hàng đẹp như thế nào thì để khui ra cho các bạn xem. Đấy, xếp ra đây. Vì là cái này mình đặt từ hôm cuối tháng 3 luôn á, mà phải gần 10 ngày mới về được hàng tới đây này. Đấy, bởi vì Nhật Nam cũng chả có ngoại lệ đâu, gửi thì Viettel nó cũng hên xui, tùy theo tuyến mà nhanh hay chậm, nên các bạn đặt hàng cũng vậy nhá. Có thể bữa nay nó có thể lên tới 5-7 ngày luôn đấy các bạn, hàng mới tới nơi, nên là cũng đừng nóng ruột. Tại vì các bạn cũng chỉ cần phải đặt cọc trước thôi mà, chứ cũng chưa trả hết tiền, nên cũng đừng nóng ruột nhá. Đấy, khá là nhiều. iPhone 6G hay còn gọi là iPhone 6 thường, khá là nhiều các bạn nhé. Và để tuyển được những cái hàng đẹp chất lượng mà zin nữa thì cũng không phải dễ dàng gì trong lúc này, các bạn cũng biết đấy. Việt Nam cũng sẽ cố gắng thôi, bởi vì bây giờ mà mình nghỉ thì lại thêm nhiều người khác cũng phải nghỉ theo. Đấy, rồi thì khui cái thùng đầu tiên là thấy là iPhone 6 thường đấy. iPhone 6 thường phiên bản 16GB. Đấy, sốt sồn sột mới về. Đấy, máy thì nhìn tổng thể thì khá đẹp, zin 99% rồi đây. Mình nhìn những cái này là ok rồi. Đấy, kiểm tra một vài con xem còn pin không để chúng ta xem cái mã máy ha. Đấy, mở ngẫu nhiên mấy máy đi. Đấy, ngẫu nhiên vài máy các bạn nhé. Rồi báo cái mức giá cho các bạn, xem bạn nào ưng ý thì mình mua. Đấy, con này nó mở sẵn rồi, ta sẽ xem này. Ok này, xem trước tiên là vào cài đặt chung để chúng ta xem cái mã máy này và giới thiệu này. Chúng ta sẽ biết được mã nào. Thì Nhật Nam khi nói đến mã, Nhật Nam cũng sẽ phải lưu ý với các bạn rằng là như thế này. Mã là hàng đó để đánh dấu là sản xuất xuất khẩu đi nước nào thôi. Ha.
Còn về riêng vấn đề iPhone thì hàng chính hãng quốc tế thì vẫn là của Mỹ sản xuất cả. Quốc tế có nghĩa là đi nước nào cũng có thể gắn SIM nước đó sử dụng được. Còn lốc là chỉ sản xuất riêng cho một vùng nội địa nào đó, đấy, dùng trong cái đất nước đó thôi, thì nó gọi là hàng lốc nhá. Và Nhật Nam thì cam kết không bán hàng lốc, và tất cả sản phẩm Nhật Nam bán ra là bao quốc tế trọn đời. Đấy, vô thời hạn luôn đấy, trọn đời máy luôn. Đấy, thì đây là mã Mỹ và bản 16GB. Đấy, thì iPhone 6 bây giờ cấu hình nó cũng không phải là gọi là mạnh mẽ gì lắm, kinh khủng gì lắm. Lên mua về mục đích thì cũng chỉ là nhắn tin Zalo này, nhắn tin Facebook này, rồi nghe gọi này, và chơi một vài cái game nhẹ thôi. Cho nên 16GB cũng đủ nhá, chứ nó không phải thuộc dạng cấu hình khủng gì nữa, nên cũng không cần phải là phiên bản cao đâu, nó phí tiền. Thì ở đây iPhone 6 thường đợt này về Nhật Nam về thấy ở đây là mã Mỹ rồi. Chúng ta kiểm tra thêm. Thì đây, có cái máy này thấy chưa, acti, chưa acti không có nghĩa là máy mới chưa acti đâu, mà là người ta hạc reset á. Hạc reset nhưng mà chưa có acti vô đó, người ta kiểm tra đó xem phải máy lốc không đó các bạn. Đấy, máy lốc thì không có acti vô được á. Đó, người ta kỹ lắm. Ok nhá, thì mình sẽ kiếm con nào nữa acti rồi, chứ giờ này ngồi acti nó lâu lắm. Đấy, còn dĩ nhiên Nhật Nam không bán máy lốc ra cho các bạn đâu, bán nó phải đền mà. Kể cả sau thời gian 3 tháng một đổi một mà hết thời hạn rồi mà bất thình lình cái máy đó nó biến thành máy lốc, Nhật Nam vẫn chịu trách nhiệm cho các bạn nhé. Đấy là bao trọn đời đấy, thì cứ yên văn tâm. Đấy rồi, chờ một tí cho nó lên thêm vài máy nữa xem, kiểm tra thêm xem là đúng không. Còn iPhone 6 này thì nó sản xuất khá là lâu rồi các bạn nhé, thì chúng ta cũng phải hiểu là pin nó cũng chết rồi. Và mua iPhone thì đừng quan niệm pin zin, các bạn càng quan niệm pin zin bao nhiêu thì nó lại hay bơm pin đấy. Đấy, cho nên là mình sẽ quan niệm như thế này. Với cái tiêu chí nếu như pin mà còn ngon thì Nhật Nam để bán cho các bạn luôn, thì Nhật Nam sẽ test. Đấy, còn nếu mà pin mà kém thì Nhật Nam sẽ thay một viên pin zin chuẩn EU vào. Đấy, thì Nhật Nam cũng thấy là có bạn bảo là máy mà mở iPhone mà mở ra rồi thì xài không ngon nữa. Thì xin thưa đính chính lại với bạn, mở ra thay pin chẳng có việc gì mà xài không ngon cả. Đấy, cái xe máy mấy chục triệu hư cái bình cũng phải mở ra thay cái bình chứ, chứ không nhẽ để thế để đạp không cần đè, đúng không? Đấy, thế thì nó bảo là cái thằng quái thai, thằng dở hơi, chứ làm gì mà có người bình thường nào cái xe máy mà hư bình này đi vứt đi, hay là đi mua cái xe khác, hay là không thay bình. Thì cái điện thoại cũng thế thôi, cái pin nó cũng ví như cái bình của cái xe máy thôi, hoặc cái xe ô tô thôi, chả có khác cái gì hết đấy các bạn nhé. Đấy, đừng quan niệm nặng nề quá. Cái iPhone nó chỉ dở khi mà người ta sửa chữa trên cái men thôi. Thì ở đây bán hàng là đã bao không sửa chữa trên men. Chứ còn cái chuyện mở ra hay không mở nó không quan trọng đâu. Đấy, tất cả mấy cái này là đang khôi phục chưa acti này. Đấy, có cái này acti luôn rồi. Thì mình kiểm tra luôn cái này xem mã gì. Đấy, còn đang ở tiếng Anh chưa chỉnh sang. Đấy, tiếng Anh thì mình cũng dùng được thôi, bởi vì mình nhìn nó quen rồi, chứ thực ra mình không biết tiếng Anh đâu nhá. Mọi người đừng hiểu lầm là mình biết tiếng Anh, không phải đâu. Mình nhìn cái biểu tượng á. Rồi, đây cũng mã Mỹ 16GB này. Đấy, thì pin những con này thì mình cũng không cần quan trọng đi, con nào kém thì thay. Đấy, 94 này có khả năng nó cũng thay rồi. Đấy, nó thay rồi nó xài xong nó bán là cũng là chuyện bình thường. Đấy, nhiều bạn bảo sao pin thay rồi mà lại nó lại chỉ còn 90%. Thế thì đâu có nghĩa là nó thay rồi xong rồi nó phải mang đi bán cái máy này cho mình. Mình mua máy cũ mà nó thay xong nó xài 2-3 tháng sau, nó mới có tiền để mua một cái máy mới, thì nó mới mang cái này nó bán đi cho mình. Thì thấy còn ngon thì mình lại thu lại mình bán thôi, chẳng hạn vậy. Ai cũng thế, người buôn mà. Đấy, mua 9 đồng rưỡi bán thành 10 đồng, thế thôi chứ còn đâu quan niệm cái gì cả. Thì chắc hẳn là iPhone 6 này các bạn hôm nay quan tâm đúng không? Đây là phiên bản 6 thường, hay còn gọi là 6 nhỏ đấy. Đấy, không phải S nhá, và là màn hình hiển thị 4:7. 4:7 nha các bạn. Đấy. Máy này có dung lượng là 16GB. Ok, RAM 1GB. Và pin thì Nhật Nam khi bán ra sẽ bao cho các bạn là trên 85% thì không thay, và dưới đó Nhật Nam sẽ thay. Ok chưa? Và giá bán của nó hôm nay là màu xám đen và màu trắng này nhá. Là giá 2,2 triệu bao pin. Màu gold 2,3 triệu. Khi bán ra tặng kèm đầy đủ phụ kiện, bao gồm như là dán cường lực, ốp dẻo, một cái bộ sạc và một cái tai nghe.
kèm theo chế độ bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại Nhật Nam, bao quốc tế trọn đời. Tức là đây là sản phẩm quốc tế và máy zin. Ok, khá là đẹp đây nhá. Tất cả đều đẹp như nhau, không có việc gì phải lăn tăn ầu ơ ví dầu. Đấy. Và đương nhiên nó là máy cũ thì đương nhiên nó cũng phải có những vết xước lông mèo nhẹ. Các bạn đừng quan tâm quá khi mình mua máy cũ nhé. Đấy. Còn bạn nào trưng chắc thì mình cũng đã nói rồi đấy, quẹo phải. Thế thôi. Ok. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Thế thôi. Mình không mua thì tiền vẫn là của mình. Đấy, và tất cả những sai lầm của tuổi trẻ sẽ được trả giá bằng tiền mặt. Thế nhá. Cứ nhớ câu đấy dùm mình. Là ok. Cuộc sống mà, sòng phẳng là tri kỷ. Đấy. Màu xám đen 2,2 triệu. Màu bạc 2,2 triệu. Màu gold 2,3 triệu, tặng kèm đầy đủ phụ kiện, bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại shop di động Nhật Nam. Thì đương nhiên rồi, nếu mua online phải đặt cọc 100 ngàn đối với sản phẩm dưới 10 triệu và 200 ngàn đối với sản phẩm trên 10 triệu. Và khi chẳng may sản phẩm có lỗi, đương nhiên phải gửi về shop mới bảo hành được nhé, mới đổi được nhé. Chứ không ai đến đổi tận nơi cho mình, ok chưa? Rồi, tiếp theo đây mình sẽ khui cái thùng hàng tiếp theo to vật vã, siêu to khổng lồ. Nhưng mà không biết là liệu nó có thùng rỗng kêu to hay không. Đấy, không nằm ngoài khả năng là thùng rỗng kêu to nhá. Nên là bình tĩnh xem bom tấn. Đấy, như dự định là mình cũng đã lường trước được mọi vấn đề. Và các bạn thấy này, một đống ốp này. Đấy, các cái ông bạn hàng của mình cũng rất là tâm lý này. Ốp này tuy là cũ, nếu như các bạn nào nhận được những cái ốp cũ này á, thì các bạn hiểu rằng là cái đó, cái sản phẩm đó nó không có ốp mới tại shop. Nên là mình cố gắng mình tranh thủ những cái này, bạn nào cảm thấy mình ok được thì mình xài nhá. Mình không tính tiền những cái ốp đâu. Đấy, nên là giống như để cho tặng kèm theo thôi, nên mấy ông bạn của mình cũng gửi về cho mình đấy, để cho mọi người nhá. Còn mình bán là thực tế mình chỉ tính giá trị cái máy thôi. Nên rất nhiều bạn bảo bớt lại không lấy phụ kiện thì giá nào. Nên mình rất khó xử đấy. Mong các bạn thông cảm nhá. Đây, bỏ hết ra đây đi để khui cho các bạn xem. Cho thích rồi mua. Mình đừng làm cái gì khi mà chưa chắc chắn các bạn nhá. Thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả những sự việc mà diễn ra ngày hôm nay. Đấy. Chỉnh xích xuống đây tí cho bạn nhìn cự ly gần thì nó dễ. Lại Reno 2F à. A5 2020 Z8. A20 nắm hàng đẹp phết đi chứ. A20S Redmi Note 8. Samsung A10. Z7 Pro. A50S. Oppo. A1K thì phải. Hình như là A1K. Thế có một K màu đỏ đẹp quá. Vivo Y11. Tiếp tục là A50S. Đấy. Khá là nhiều nha các bạn nha. Bạn theo dõi hết clip để xem mình có ưng ý máy nào không thì mình alo cho Nhật Nam để mình đặt hàng nhé. Còn chưa ưng ý thì lại chờ hàng đợt sau. Hãy xác định cho kỹ rồi hãng mua nhé. Nhiều khi lúc coi vậy thấy vui quá, nghe thấy đã quá, đã cái lỗ tai quá, rồi mua vài hôm nữa lại không nhận thì buồn luôn. Mình luôn luôn khuyến cáo các bạn là đừng làm cái gì vội vã. Tất cả những sai lầm đều sẽ được trả giá bằng tiền mặt nhé.
rồi mình xếp đầy đủ ra đây rồi mình báo giá sơ qua cho các bạn nhé. Cũng không ngoại trừ trường hợp là nhà Nam sẽ nhầm lẫn đời máy này, nhầm lẫn giá cả này, nên ngay sau khi làm clip xong thì nhà Nam cũng sẽ xem lại hóa đơn rồi các cái để mà chuẩn nhất cho các bạn nha. Rồi giá có thể là cập nhật theo ngày, nhà Nam thấy nhiều bạn xem những cái clip cũ đấy thì có chê mắc rẻ hay là thế này thế kia thì các bạn lưu ý là các bạn liên hệ trực tiếp để nhận được cái giá của cái thời điểm hiện tại nha. Đấy, chứ đừng xem giá ở cái thời điểm quá khứ. Mình lại lấy cái clip ở quá khứ của nhà Nam để so với lại một cái clip hiện tại của shop khác ấy, thì nó khó đấy các bạn. Đấy, mình nói như vậy chắc là cũng dễ hiểu đúng không? Bạn nào mà cảm thấy mình còn chưa hiểu nữa thì thôi, tốt nhất là mình quẹo phải, mình kiếm một cái cửa hàng gần nhà mình ghé đó, mình xem trực tiếp rồi mình mua cho nó yên tâm nhá. Rồi, ok, đây có một con A51, RAM 4GB, bộ nhớ 128GB, máy màu đen, đẹp leng keng xà beng. Đấy, sản phẩm này mới sản xuất cuối 2019, dĩ nhiên là nó sẽ bảo hành chính hãng đến 2020, cuối năm 2020. Và là sản phẩm chính hãng nên là sẽ sử dụng được 2 SIM nhé các bạn. Khi bán ra thì tặng kèm sạc, tai nghe và dán cường lực nha. Ốp dẻo con này hình như đợt này mình cũng có hàng luôn rồi, nhưng nếu có thể không có thì không tặng, các bạn thông cảm nhé. 5.600.000, Samsung Galaxy A51 chính hãng, máy gần như mới chứ không phải máy mới nha, các bạn đừng hiểu lầm, ở shop nhà Nam không bán máy mới. Ok, bạn nào có ý định mua máy mới thì vui lòng mình ra những cửa hàng bán máy mới mình mua dùm Nhật Nam nha, chứ Nhật Nam là không bán máy mới là thứ nhất này. Thứ hai là Nhật Nam sẽ không nhận đặt trước những cái sản phẩm mà chưa có tại shop, mong các bạn thông cảm nha, đừng đặt trước nữa nha. Đấy, có một số bạn là ngỏ ý bảo là gửi thẻ cào qua đặt trước nhưng mà Nhật Nam sẽ không nhận đặt trước nữa nha, nó phiền lắm. Rồi, Oppo A7 này Nhật Nam được biết là sẽ có hai phiên bản RAM 3GB và RAM 4GB. Con này cũng mới ra 2019 nên còn khá là mới. Đấy, máy len keng xà beng. Thì phiên bản RAM 3GB nó sẽ là giá 2.700.000 và phiên bản RAM 4GB nó sẽ giá là 3.000.000. Đấy, các bạn nghe rõ rồi sau đó tìm hiểu kỹ, ok thì mình điện đến mình mua nhá. Mà khi mua là phải đặt cọc đấy. Rồi, ok, đây là Samsung Galaxy A20. RAM 3GB, bộ nhớ 32GB màu đen, giá bán là 2.800.000, tặng đầy đủ phụ kiện các bạn nhé. Bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại Nhật Nam. Đấy, máy đẹp. Zin chính hãng. Và đây là Samsung Galaxy A30, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, giá bán 3.100.000. Đấy, cũng tặng kèm đầy đủ phụ kiện và chế độ bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại Nhật Nam. Đây là Vivo Y11, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, máy khá là mới. Đấy, tươi xanh như nồi canh luôn. Đấy, ok nhá. Và giá bán của nó là 2.300.000. Còn đây là Oppo A5 2020 màu trắng, RAM 3GB, bộ nhớ 64GB, pin 5000, một thiết kế khá là hoàn hảo và khá là ok với những bạn là gọi là trung niên, là pin 5000 đó. Rồi, ok, và những bạn mà công việc mình có thể ít sạc được pin thì mình sử dụng con này khá là chuẩn nhá, chuẩn không cần phải chỉnh. Giá 3.200.000 đối với phiên bản 64GB và 3.600.000 đối với phiên bản 128GB. Oppo A5 2020 nha các bạn. Còn đây là Oppo A1K màu đỏ, khá là thích hợp với những bạn là nói chung là tin đấy. Đấy, ok, giá 2.100.000 thôi, vô cùng hạt rẻ, nghe gọi nhắn tin chơi game nhẹ, lướt Facebook, xem Zalo rồi xem YouTube là ngon lành cành đào luôn. Ok nhá, máy gần như mới, chả khác gì một cái máy mới, tặng đầy đủ phụ kiện và cũng như là bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại shop Nhật Nam. Giá bán 2.100.000, Oppo A1K. Samsung Galaxy A10. Đấy, một thiết kế có thể nói là cũng khá là ổn của Samsung, với màn hình giọt nước là 6 inch 4 này. Pin 4000 này, khá là trâu này, RAM 2GB, bộ nhớ 32GB. Đấy, giá bán 2.000.000 thôi, rất là hạt rẻ nhé. Samsung A10. Xiaomi Redmi Note 8. Đấy, con Redmi Note 8 này nó sẽ có hai phiên bản. Nếu mà phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, máy mới như thế này sẽ có giá bán là 3.000.000.
và phiên bản RAM 4GB bộ nhớ 64GB sẽ có giá bán là 3,4 triệu, các bạn lưu ý nhé. Đấy, cái con này mình chưa biết là phiên bản bao nhiêu, mình mở để kiểm tra cái đi, báo giá cho chính xác đi, đỡ mất công các bạn tốn tiền điện thoại, tuy nhiên hết pin mất rồi. Thôi ai kết thì điện tới nhá. Rồi, Samsung Galaxy A6 cộng hay còn gọi là A6 Plus, RAM 4GB bộ nhớ 32GB, con này khá là ngon và máy thì còn đẹp leng keng xà beng, máy zin 2 sim chính hãng Samsung. Giá bán của nó hôm nay là 2,9 triệu. Samsung Galaxy A20s có thiết kế màn hình 6:7 khá là lớn. Đấy, so với lại cái tầm giá của nó thì con này nó sẽ có hai phiên bản nha các bạn. Nó sẽ có hai phiên bản RAM 3GB và phiên bản RAM 4GB. Thì ở đây tiện thể máy đang lên nguồn, mình sẽ kiểm tra luôn cho bạn xem nó là phiên bản nào để bạn dễ mua. Đây là phiên bản RAM 4GB bộ nhớ 64GB, có giá bán là 3,4 triệu các bạn nhé. 3,4 triệu, có một sản phẩm duy nhất thôi. Rồi tiếp tục, đây vẫn là con Oppo A5 2020 màu đen. Đấy, A5 2020 này là sản xuất cuối 2019. Đấy, nghe cái tên gọi là thấy là ngon rồi đúng không, là thấy không rớt đời rồi. Oppo A5 2020, RAM 3GB bộ nhớ 64GB, pin 5000, giá bán 3,2 triệu. Và phiên bản RAM 4GB bộ nhớ 128GB, pin 5000, giá bán là 3,6 triệu. Đấy, bạn nào mua phiên bản nào vui lòng nói rõ nhé. Khi bán ra những sản phẩm này thì chỉ có tặng kèm là sạc này, tai nghe này, dán cường lực này, ốp dẻo là không có các bạn nhé, lưu ý nhé. Rồi tiếp tục, đây là Samsung A30 màu xanh, RAM 3GB bộ nhớ 32GB, giá bán 3,1 triệu luôn. Máy tươi xanh như nồi canh luôn đây. Đấy, đẹp dạng người mà không chói lóa. Ok nhá. Tặng đầy đủ phụ kiện và bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại Nhật Nam. Bao là hàng chính hãng trọn đời. Đấy, còn đối với iPhone là bao quốc tế trọn đời. Rồi tiếp tục lại là Samsung. À, Oppo, nhầm. Tiếp tục lại là Oppo A5 2020, trắng ngọc trinh, trắng ngọc trai. Đấy, mứt rượt luôn, đẹp len keng xà beng. Thì cũng như vậy thôi, bản 64GB giá bán 3,2 triệu và bản 128GB giá bán 3,6 triệu. Bạn nào kết màu nào alo cho mình, đầy đủ luôn. Đấy, kính thưa các kiểu con đà điểu luôn nhá. Đấy, và thêm một cây Redmi Note 8 nữa, sẽ cũng có giá là 3,000,000 với bản RAM 3 và bản RAM 4 là 3,4 triệu các bạn nhá. Đấy, những hãng Redmi hay là Vivo hay là Oppo là đôi khi là sẽ không có ốp dẻo tặng kèm đâu, chỉ có sạc, tai nghe và dán cường lực các bạn nhé, lưu ý. Khi mua ra thì khi mua thì được bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại shop Nhật Nam. Đấy, có nghĩa là lỗi của nhà sản xuất là được đổi nhá. Còn đừng có cái lỗi mà bảo là tôi không thích. Đấy, không ai chiều cái sở thích của các bạn cả. Các bạn phải lao động để kiếm tiền để phục vụ cho cái sở thích của mình đấy, đúng không? Đấy, cái đấy nó là rõ ràng trong cuộc sống. Vài hôm điện lại bảo tôi không thích cái máy này nữa, đổi cho tôi cái khác là thua rồi đấy. Các bạn phải lỗ 10% nhá. Đổi được nhưng lỗ 10%. Còn nếu có lỗi nhà sản xuất là đổi miễn phí đó. Rồi, đây là Z7 Pro. Máy này zin đẹp 99%. Giá 2,4 triệu. Các bạn lưu ý con này 99% không phải keng nhá. Đấy, keng nó hơn lên nửa điểm. Ok, cứ hiểu như vậy đi cho dễ. Đấy, là mình thấy chỗ này này, nó hơi mòn mòn một tí này, nó hơi bạc cái sơn một tí thôi, nhưng mà không phải cấn móp nhá. Đó, nên là mình đánh giá nó là 99 và mình giảm giá xuống là 2,4 triệu đấy. Hàng keng là mình đang bán 2,5 triệu các bạn nhé. Z7 Pro, RAM 3GB bộ nhớ 32GB, màn hình Super AMOLED. Đấy, rất là nhiều người thích con máy này, đến bây giờ vẫn tìm kiếm. Đấy, màu đen, 2,4 triệu. Rồi, đây là có một con A20 màu đỏ. Đấy, A20 màu đỏ cũng khá là hot. Về máy nào bán hết máy đấy, giá 2,8 triệu nhé. A20 này RAM 3GB bộ nhớ 32GB và cũng 2 cam sau và vân tay sau lưng rồi. Đấy, ngon lành, màn hình giọt nước, pin 4000. Bảo hành 1 đổi 1 3 tháng, tặng kèm đầy đủ phụ kiện khi bán. Bao là máy chính hãng trọn đời. Rồi, tiếp theo đây nữa là Z8 2018.
có nghĩa sản xuất 2018, máy còn khá là leng keng xà beng đấy. Cái đợt hàng J8 này tồn kho rất là nhiều, lên đến bây giờ vẫn còn khá nhiều là máy đẹp. Người ta sản xuất 2018 nhưng người ta không bán được, có thể sẽ bán vào năm 2019 đấy các bạn đấy. Lưu ý là như vậy, nên còn khá là mới. Giá bán 2,8 triệu nhé. Bản này người lớn tuổi rất là thích này, vì xài pin bền các cái mà nó phổ thông dễ sử dụng nữa. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, giá 2,8 triệu. Galaxy J8 màu gold. Và đây nữa, hôm qua về một đống Renault nhưng cũng không đủ cung cấp cho bạn. Hôm nay tiếp tục về Renault 2F đây. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra luôn nó sẽ là như thế nào, bộ nhớ bao nhiêu. Đấy, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Oppo Reno 2F chính hãng sẽ có giá bán là 5,8 triệu. Đây gọi là màu xanh tím, lưng bóng, phản quang, ống ánh rất là đẹp. Đấy, tươi xanh như nồi canh và đẹp leng keng xà beng các bạn nhé. Đấy, 5,8 triệu. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Và cuối cùng trong clip ngày hôm nay, à chưa cuối cùng nhờ, xin lỗi bạn. Và tiếp tục đây là con Oppo F11R màu này gọi là màu tím đen, Việt Nam gọi là màu tím đen. Và đây phụ kiện chính hãng nguyên hộp, còn đầy đủ như là mới. Các bạn nhìn hộp phụ kiện thì bạn biết là máy nó sẽ mới như thế nào nhá. Đấy, và sẽ có giá bán của con Oppo F11 Pro này, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB này, có cam trước là thò thụt đấy. Và phiên bản này khá là thịnh hành trên thị trường và khá là bán chạy. Đấy, hôm nay máy Oppo F11R tím đen nguyên hộp sẽ có giá bán ra cho bạn là 5,1 triệu, có một máy duy nhất nguyên hộp các bạn nhé. Còn máy không có hộp là 5 triệu vẫn đang còn nhiều tại shop. Rồi, sản phẩm cuối cùng đây, đây mới là sản phẩm cuối cùng, là A50S màu trắng và màu xanh. Còn hai máy tươi xanh như nồi canh và trắng ngọc trai, trắng ngọc trinh này, đẹp leng keng xà beng, đẹp dạng ngời mà không tì vết gì hết đấy. Đấy, ok, giá bán 4,4 triệu trên một sản phẩm này nhá. A50S có camera rất là khủng, 48MP, cho các bạn quay phim, chụp ảnh và selfie. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, pin 4000. Máy có thiết kế khá là đẹp với cái lưng đằng sau là ống A, ống ánh phản quang khi vô ánh đèn. Đấy, đẹp lắm bạn nha. Giá 4,4 triệu nha. Khi bán ra tặng kèm đầy đủ phụ kiện, bảo hành 1 đổi 1 3 tháng và sẽ bao cam kết là máy chính hãng Samsung đến trọn đời. Đấy, bất cứ lúc nào biến thành máy xách tay được đổi cái máy chính hãng khác. Sướng chưa? Đấy, ok. Rồi, tất cả những sản phẩm hôm nay về tại shop đây, bạn nào kết sản phẩm nào alo cho mình trong 1-2 số điện thoại 0979782366 hoặc là số 0367709123 để đặt cọc mua hàng nha. Khi mua hàng các bạn sẽ phải đặt cọc 100.000 đối với sản phẩm dưới 10 triệu, 200.000 đối với sản phẩm trên 10 triệu. Và ngay sau khi đặt cọc, các bạn vui lòng là cung cấp địa chỉ cụ thể nhà ở của bạn, số điện thoại của bạn và tên của bạn để Nhật Nam gửi hàng cho bạn được thuận tiện hơn. Hình thức gửi hàng của bên Nhật Nam là ship Viettel Post toàn quốc. Đấy, các bạn nhớ là toàn quốc nha, ở đâu cũng mua được, không quan trọng vấn đề địa lý làm gì cả. Đấy, thì khi hàng đến các bạn sẽ được kiểm tra hàng ok như đúng như giao dịch của mình thì mình mới nhận hàng và thanh toán nốt số tiền còn lại. Tiền các bạn đặt cọc sẽ được trừ vào tiền máy nên các bạn không mất cái tiền cọc đấy, không phải lo nhé. Còn các bạn sẽ phải trả thêm một tiền phí ship của Viettel nữa. Đấy, nó sẽ có là từ 50 đến 100 ngàn tùy theo giá trị sản phẩm. Những sản phẩm trên 10 triệu thường là phải hơn 100 ngàn tiền phí, nên các bạn lưu ý nhé. Vì đây là hàng dễ vỡ cũng như là hàng giá trị cao, nếu mất mát hư hỏng bên nhà vận chuyển họ phải đền cho mình, nên là tiền phí nó sẽ không có cái mức giá như những cái hàng hóa gia dụng hay là hàng quần áo chỉ 30.000 nhá. Mong các bạn lưu ý và thông cảm cho cái sự bất tiện này. Rồi, cuối cùng thì mong rằng các bạn sẽ luôn yêu mến ủng hộ shop Di Động Nhật Nam bằng cách là đăng ký kênh, nhấn chuông, bật thông báo và chia sẻ những cái clip của Nhật Nam đến nhiều người hơn. Bạn nào yêu mến hơn nữa thì có thể sang kênh Nhật Nam Review đăng ký ủng hộ luôn cho mình kênh đó và xem nhiều clip hay ở bên kênh đó nữa nha. Cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn luôn luôn sức khỏe và thành công.